Hello lạc cặp ơi, dân hà đi nơi, mami dân ăn dân, cô hà tiêu thang pin nơi xơi. Kokrajhar station ở trên này gà xin đồng ngô dân ơ. Bị đi bà nâng thang mân hà, bị đi ô khô dập giá xe này lăng đơ. Trên này đào phải đoá cây dân ná, dân ơ Kamrup Express dân thang gơ. Này bia dân ơ trên nào gà khơ bái, dân ná trên nào bơ, esi tri áo. Cứ giờ vào sơ sư đã đi mà phía xa ơn đủ là bây nè đông ngó mà mì à nè mà lại mịt xa ra đường à lưu bì à nè giờ nà mà mì à bố riêng mình bây nè trẻ nóng nữa khăn là bây thả bây xe mọt kinh khăn là bây thả bây nè kê nè là bây thả bây dù là dù lại bóng bây xe mọt kinh trên áo đà nẵng di hợp sinh bay áo với áo corona ra nè corona này cũng như vậy đã sinh bây giờ thì mình nên tìm một đường bay an toàn gì đã khai lý dân đem được áo đà nẵng bây giờ còn nữa thì mình sở ba phần trên áo thằng nữa bị là đà nẵng di lăng nang gần như đốt khát gây là di lăng nang của bát tai bị là bị đình tay ở cứ rằng bên này lại không bol đông bol bên lăng nang dài ở mami ở trên nào cả cứ bắt thấy anh đây ní phải nè bây giờ đi du lịch lại ra ôi bắt đông go mới rằng mình nên đi ở du lịch lại nè nè có hạt châu ít xí ô ca nè ông gì ba na ra lại bay nè chúng ta biết hạt châu nè mấy đứa ra bên mà lại làm ăn không thì nè chúng ta đây là về để đi xem được xin lỗi, 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 xin lỗi